chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Vụ sạt lở đất vùi lấp nhiều nhà dân, xe ô tô, tìm thấy một người tử vong, số nạn nhân có thể còn tăng. Liên quan đến vụ sạt lở đất trên quốc lộ 2, đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, vùi lấp một số nhà dân, 5 xe, 1 xe khách, 1 xe tải và 3 xe con. Tính đến trưa ngày 29 tháng 9, tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tìm thấy một người tử vong. Nạn nhân được xác định là bà T.Th, sinh năm 1971, trú tại thôn Nậm Phuông, xã Việt Vinh. Chiều ngày 29 tháng 9, lực lượng công an vẫn đang tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân mất tích, đồng thời hỗ trợ các hộ dân có nhà ở nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, di chuyển đồ đạc về nơi an toàn. Theo cơ quan chức năng, số lượng người bị vùi lấp có thể tăng lên. Hiện lực lượng công an tỉnh Hà Giang vẫn đang huy động thêm các chiến sĩ khẩn trương tìm kiếm người trong các ngôi nhà bị vùi lấp. Được biết, tại thời điểm xảy ra vụ sạt lở, theo ghi nhận có nhiều phương tiện và người dân đang di chuyển trên đường. Lực lượng chức năng đề nghị người dân có người thân di chuyển qua hiện trường vào thời điểm đó hiện chưa liên lạc được hoặc mất tích, báo ngay cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số điện thoại 114 hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất. Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào sáng ngày 29 tháng 9, trên quốc lộ 2, đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, đã xảy ra một vụ sạt lở đất vùi lấp 4 ngôi nhà, 1 xe khách, 2 xe con, 2 xe tải. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã bới đất, phá tường nhà để cứu một số người bị thương đưa ra ngoài. Vụ sạt lở khiến giao thông trên quốc lộ 2 bị ùn tắc kéo dài. Nhận được tin báo, các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Hà Giang, công an huyện Bắc Quang đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở. Trước đó, vào sáng 26 tháng 9, thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, vào chiều tối ngày 25 tháng 9, các lực lượng chức năng đã tìm thấy anh HVG, sinh năm 1991, trú tại thôn Ác Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên. Anh Giờ là nạn nhân xấu số bị mất tích trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra vào ngày 10 tháng 9, khiến nhiều người tử vong và bị thương. Sau khi được tìm thấy, anh Giờ được chính quyền địa phương bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng. Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 2 giờ ngày 10 tháng 9, tại thôn Ác Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, xảy ra vụ sạt lở đất, làm 5 ngôi nhà bị vùi lấp, 9 người thiệt mạng và mất tích, 3 người bị thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người cùng các phương tiện máy móc tìm kiếm các nạn nhân. Đến chiều tối ngày 25 tháng 9, thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đã được tìm thấy. Được biết, trong mưa lũ và sạt lở đất do ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã làm 54 người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái tử vong. Nhiều nhà ở, hoa màu, công trình giao thông bị hư hỏng, ước tính thiệt hại hơn 5.700 tỷ đồng. Ngày 14 tháng 9, thông tin từ huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp nhà của 3 hộ dân. Theo đó, vào rạng sáng cùng ngày, sau một tiếng động lớn, khoảng hơn 20.000 mét khối đất đá đã trượt từ độ cao hơn 100 mét xuống vùi lấp hoàn toàn nhà của 3 hộ dân tại tổ 1, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Khi xảy ra sự việc, rất may người dân kịp hô hoán nên tất cả thành viên trong 3 ngôi nhà đã kịp chạy ra an toàn. Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 13 tháng 9, tại thôn Bản Tác, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, đã xảy ra sạt lở đồi làm sập toàn bộ ngôi nhà của gia đình ông Hoàng Nguyên Lâm. Hậu quả, một người cháu của ông Lâm tử vong, một người cháu còn lại bị thương. Do khu vực này tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, nên địa phương phải di dời khẩn cấp 120 hộ với trên 400 khẩu thuộc thôn Bản Tác ra nhà văn hóa thôn để tránh trú, đảm bảo an toàn. Tại thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, vào khoảng 23 giờ ngày 13 tháng 9, do ảnh hưởng của nước sông chảy đang rút mạnh, chảy xiết đã khiến cả 5 ngôi nhà gần bờ sông bị sạt, trôi xuống sông trong đêm. Rất may vụ sạt lở đã không gây thiệt hại về người do các chủ nhà chạy kịp. Tuy nhiên, một số tài sản của các hộ dân không kịp di chuyển đã bị trôi xuống sông. Được biết, theo thống kê trên địa bàn thành phố Yên Bái và các địa phương lân cận, có trên 1.000 điểm bị sạt lở và hơn 1.000 điểm có nguy cơ sạt lở. Quảng Bình công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở ở núi Cây Sườn. Ngày 24 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất tại khu vực núi Cây Sườn thuộc tổ dân phố 8, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa. Quyết định này được đưa ra sau khi tình hình sạt lở đất tại khu vực núi Cây Sườn
còn gọi là đồi ong vàng, có diễn biến phức tạp và gây nguy hiểm đến đời sống, tài sản của người dân. Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, núi Cái Sườn có địa hình đồi dốc, địa chất phức tạp và đã xảy ra hiện tượng nứt nẻ, sụt lún từ nhiều năm về trước. Từ chân núi đến đỉnh núi có chiều cao truyền dốc khoảng 60-70 m. Dưới chân núi có khoảng 40 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu sinh sống. Do ảnh hưởng của bão số 4, sau những trận mưa lớn kéo dài trong thời gian qua, khu vực này đã xuất hiện một số điểm trượt, các điểm nứt hình thành cùng trượt sụt, lún với tổng chiều dài khoảng 200 m. Tại một số vị trí, đất đá đã có dấu hiệu sạt trượt phía sau cách nhà dân từ 5-10 m. Có vị trí đã áp sát tường nhà dân với khối lượng khoảng 300-1.000 m3. Khối lượng đất đá sụt lở có thể uy hiếp tính mạng, tài sản của hàng chục hộ dân sống dưới chân núi. Trước tình hình nguy hiểm và cấp bách này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã nhanh chóng đưa ra các biện pháp ứng phó và bảo vệ an toàn cho người dân. Tỉnh Quảng Bình yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Minh Hóa và các đơn vị liên quan khẩn trương di dời, sơ tán toàn bộ 40 hộ dân dưới chân đồi Cây Sườn đến nơi an toàn khi có mưa lũ, đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân tại điểm sơ tán tập trung. Tiếp tục duy trì theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ, sạt lở, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tổ chức ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố sạt lở, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, bố trí lực lượng thường trực để cảnh báo, hướng dẫn cho người dân, phương tiện qua lại đảm bảo an toàn. Theo dự báo, thời gian tới là giai đoạn cao điểm của mùa mưa, lũ trên địa bàn Quảng Bình, khả năng cao có các đợt mưa lớn liên tiếp và kéo dài. Vì vậy, rất dễ xảy ra sạt lở đất ở núi Cây Sườn, nguy cơ gây hại lớn về người và tài sản. Vụ lũ quét, sạt lở đất tại làng Nũ, tìm thấy thêm một nạn nhân xấu số. Ngày 27 tháng 9, thông tin từ các lực lượng chức năng cho biết vừa tìm thấy thêm một nạn nhân xấu số trong vụ sạt lở tại thôn làng Nũ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai. Nạn nhân được xác định là H.T.Q, sinh năm 1990. Nạn nhân ngay sau đó đã được chính quyền địa phương bàn giao cho người thân để mang đi an táng. Trước đó, vào ngày 26 tháng 7, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy một nạn nhân xấu số trong thảm họa làng Nũ. Như vậy, đến thời điểm tối ngày 27 tháng 9 đã xác định có 58 người thôn làng Nũ tử vong do thiên tai, còn 9 người mất tích. Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai vẫn đang huy động hàng trăm người ở địa phương và thiết bị, máy xúc, tập trung tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích. Trước đó, như báo Người Lao Động đã đưa tin vào ngày 10 tháng 9, tại làng Nũ xảy ra trận lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng khiến 58 người tử vong, 9 người mất tích, nhiều người bị thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã huy động hàng ngàn người tìm kiếm các nạn nhân. Chiều ngày 24 tháng 9, tại thôn làng Nũ, chính quyền địa phương đã tổ chức lễ tiễn gần 400 bộ đội của quân khu 2 và biên phòng sau 14 ngày tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét. Sạt lở đất kinh hoàng xảy ra ngày 10 tháng 9 tại làng Nũ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Nghe tin các chiến sĩ bộ đội rời làng, người dân xếp hàng dài hai bên đường để giơ tay chào. Nhiều người dân đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh những anh bộ đội rời thôn làng Nũ sau 14 ngày tìm kiếm những nạn nhân mất tích do lũ quét, sạt lở đất và giúp người dân khắc phục hậu quả do bão số 3, ổn định cuộc sống. Được biết, thôn làng Nũ nằm gần chân núi Voi, nơi 167 hộ với 760 đồng bào người Tày sinh sống nhiều đời. Trận lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng ngày 10 tháng 9 khiến 33 hộ dân bị vùi lấp, 40 gia đình bị ảnh hưởng, 55 người tử vong, nhiều người mất tích và bị thương, 87 người an toàn. Từ những ngày đầu sau vụ lũ quét, Sư đoàn 316 huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, bộ đội biên phòng Lào Cai khoảng 40 người, trường trung cấp 24 biên phòng tăng cường 2 phân đội chó nghiệp vụ, huấn luyện viên, tổ chức tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ bà con dựng nhà tạm, di chuyển đồ đạc tới nơi an toàn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.